quý vị chắp tay, chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô ta sa pa ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pa ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pa ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa. Chúng ta tiếp phần vấn đáp. Sư hoan hỷ cho con hỏi, khi hành thiền, nhất là khi thiền tọa, cơ thể con hay trở lên những chỗ lên những sự nhức mỏi, có khi nhức đến đau buốt. Song những lúc như vậy, con thường chánh niệm nhìn thẳng vào sự đau nhức ấy và niệm vậy sư cho con hỏi, sự đau nhức đó có phải là nghiệp nó trổ khi mình hành thiền không ạ? Nếu vậy thì sư cho con lời khuyên, và sư cho con hỏi thêm, trong việc tụng kinh niệm Phật hành thiền thì việc nào bổ trợ tốt nhất cho việc nào để đạt được sự giác ngộ giải thoát, để đạt đến Niết Bàn ngay trong kiếp sống hiện tại này? Việc ngồi thiền mà nhức mỏi thì cái chuyện đó chuyện hết sức bình thường. Và chúng ta tránh đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Cái cách mà giải thích là nghiệp trổ thì nó dễ lắm, nhưng mà hãy cẩn trọng. Có những cái nó chỉ đơn giản là ngồi thiền tự nhiên là nó phải đau, ngồi thì nó đau chân, nó đau lưng, nó nhức mỏi cơ thể. Chuyện đó là chuyện hết sức bình thường, ai cũng trải qua, và không nên đổ thừa cho nghiệp. Bởi vì cái việc mà chúng ta cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp đó chính là phỉ báng Đức Thế Tôn. Còn việc tụng kinh niệm Phật hành thiền thì tùy quý vị, cái nào mà quý vị thấy phù hợp nhất, cái nào mà quý vị thấy ưa thích nhất thì mình làm cái đó. Tại vì giải thoát thì có người là nặng về niềm tin, có người giải thoát thì nặng về trí tuệ, tức là có cái bậc là tuệ giải thoát, có bậc là tính giải thoát, thì cũng là giải thoát, nhưng mà trên con đường giải thoát có vị thì nặng về cái này, có vị nặng về cái kia, cho nên là điều này tùy thuộc vào cái căn cơ sở tánh của mỗi người ha. Dạ, bạch sư cho con hỏi, các khóa thiền thường hay có đại thí chủ tài trợ các bữa ăn cho thiền sinh, khóa thiền này không có đại thí chủ, mỗi ngày sư phải lo ăn sáng và trưa trên 250 phần ăn và còn các chi phí khác, làm sao sư gánh nổi, con sợ sư bị nợ quá, kính tri ân sư. Cũng cảm ơn quý vị đã quan tâm. Ở cái khóa đầu tiên á, thì phải nói lúc mà sư lên trên đây xin Hòa Thượng Bủ Chánh đăng ký khóa thiền á, thì sư cũng là tay không bắt giặc, tức là không có đồng nào trong người hết trơn á, thì cũng đăng ký rồi, và sau đó đó thì sư chỉ chờ chư thiên lo đó chứ giờ làm sao vậy, tiền đâu biết xin ai. Nhưng mà may mắn chắc chư thiên họ cũng lo giùm, thì có một cô đại thí chủ thì cổ giúp đỡ và cổ làm đại thí chủ cho cái khóa thiền đầu tiên. Và qua cái khóa 2 thì cũng có đại thí chủ, thì nhờ như vậy hai khóa đó thì nó qua êm xuôi.
Và từ cái khóa thứ ba trở đi là không có đại thí chủ nữa. Nhưng mà được một cái đó, thì từ cái khóa thứ sau khóa thứ hai ấy, thì sư mở cái quỹ Hoằng Pháp. Thì mục đích của quỹ ấy, là đầu tiên là dịch chú giải kinh tạng và tổ chức các cái khóa tu. Thì nhờ các vị gọi là mạnh thường quân, thí chủ, Phật tử xa gần, mỗi người một ít, thì chung hùng lại thì cũng được một tí. Thì bên cạnh việc dịch kinh, dịch chú giải, thì sau cứ cách mỗi 3 tháng thì sư cũng có khả năng là sư mở các cái khóa tu. Thì nếu như mà mỗi 3 tháng mà mở một kỳ á, thì cái khả năng chi tiêu thì coi như là sư chịu nổi, tại vì có khả năng chi trả. Nhưng mà bắt đầu trong khoảng thời gian gần đây, thì nhất đặc biệt là vô 3 tháng hạ, thì sư ngoài việc tổ chức các cái khóa thiền định kỳ, thì sư còn tổ chức khóa tu cuối tuần, 3 ngày cuối tuần đó, rồi mở các cái lớp học giáo lý. Quý vị nếu để ý thì thấy Thiền viện Nguyên Thủy là tổ chức một ngày 3 buổi học giáo lý đó, xuyên suốt nguyên một tuần. Thì khi mà tổ chức như vậy thì sư nhắm tới khoảng hết mùa hạ, không có gì bất ngờ xảy ra, thì cái quỹ Hoằng Pháp là cũng thấy đáy, tức là dùng hết. Và đương nhiên là sau đó khi mà không còn kinh phí nữa thì ngưng thôi. Còn không thì sư lại tiếp tục tay không bắt giặc, lúc đó là nhờ chư thiên hỗ trợ chứ biết sao giờ. Và một cái phần, một cái buổi tổ chức một khóa thiền như thế này, nếu mà vị nào thắc mắc thì nếu mà dành cho khoảng 200 thiền sinh thì trung bình là khoảng 300 triệu. Mà cho khoảng khoảng hơn 100 thiền sinh cho tới 150 thì trung bình khoảng 200 triệu. Thì cứ mỗi một khóa vậy đó thì sư cứ chi ra thôi. Các vị trong mà làm cái gọi là cái thủ quỹ cho sư, các vị nó cũng sám mặt mà. Sư nhìn sư nó bình thường. Ai tổ chức khóa thiền lời sư không biết, chứ sư tổ chức khóa thiền một khóa thì nó cứ âm vài chục triệu, trăm mấy chục triệu thì nó bình thường. Tổ chức riết nhìn riết nó quen rồi. Cho nên là còn kinh phí thì sư còn tổ chức, hết kinh phí thì hết tổ chức, đơn giản thế thôi. Sư cho con hỏi, gần một năm nay con thực hành thiền tọa hoặc thiền buông thư như một liệu pháp giải stress trong công việc. Con thực hành trước khi đi ngủ, do tâm con dao động nhiều nên chỉ thực hành được khoảng 10 phút. Vậy con muốn hỏi cách để tâm bớt dao động. Ngoài ra con nghe nói thực hành thiền sẽ giúp trực giác tốt hơn, điều này có đúng không ạ? Con cảm ơn sư. Sư không có hướng dẫn cái gọi là thiền buông thư. Bởi vì cái gọi là thiền là chúng ta phải có đối tượng để chúng ta hướng tâm về, phải có đối tượng để chúng ta tập trung tâm. Còn việc mà chúng ta giữ cho tâm trống rỗng thì đó không phải là thiền. Rồi cái việc mà chúng ta nghe nhạc nó không phải là thiền. Cái việc thậm chí giờ nhiều người còn bày ra ba cái thiền như là thiền bơi các thứ, nhiều lắm. Nhưng mà ở đây sư chỉ hướng dẫn những gì Đức Thế Tôn hướng dẫn, những gì mà nó nguyên mẫu, nó chính gốc thì sư hướng dẫn.
Còn những gì mà nó chế biến, thậm chí là nó đi ngược thì sư không có hướng dẫn. À, nếu như mà mục đích của quý vị là để giảm căng thẳng thì quý vị có thể tập rải tâm từ. Còn thực tập thiền sẽ giúp trực giác tốt hơn thì cái đó sư không chắc điều đó. Tuy nhiên nếu như quý vị thực hành rải tâm từ nhiều, cái định quý vị tốt thì cái việc chúng ta nhìn người nó cũng có sự cải thiện. Ví dụ như cái người nào mà tham nhiều, người nào sân nhiều, người nào mà tâm lý của họ có vấn đề thì chúng ta có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà đó là do trên cơ sở là tâm mình định tĩnh, thành ra mình nhìn người khác nó có cái nhìn nó rõ hơn. Cũng giống như các cái những vị mà gọi là cái gì ta, lớn tuổi, những người lớn tuổi thì họ có cái gọi là cái cách nhìn người thôi. Thì cái nhìn người đó là dựa trên cái kinh nghiệm thôi. Còn chúng ta thì chúng ta dựa trên cái định. Thì khi chúng ta định tâm, chúng ta nhìn những người thiếu định thì chúng ta sẽ thấy được họ có những cái biểu hiện dao động về tâm. Tuy nhiên thì sư không có nói cái gì gọi là giúp trực giác hay là thần thông hay những thứ đại loại như vậy. Trong cuốn tự truyện của một vị trưởng lão ở Myanmar, ngài là học trò của ngài Pa Ao, và ngài Pa Ao có xác nhận về những thiền chứng của trưởng lão, kể rằng ngài quán chiếu sự sanh diệt của dòng danh sắc sau 1.800 kiếp nữa thì sẽ thành chánh đẳng giác. Xin sư cho con ý kiến. Tên sách con nhớ là Những dấu chân trên con đường nhiệm màu đến với Phật quả. Dạ, con xin truy ân sư. Cái quyển này thì sư chưa biết, nhưng mà sư biết là trong phần vấn đáp với ngài Pa Ao, ngài xác nhận một việc là ngài chưa từng xác nhận ai có thiền chứng. Đó là ngài khẳng định, ngài Pa Ao ngài khẳng định ngài chưa từng xác nhận ai có thiền chứng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi quý vị nhắc như thế thì sư lại nhớ đến một câu hỏi khác mà sư không chắc là nó có liên quan. Tại vì không chắc có liên quan ở đây là không chắc có liên quan đến cùng một người. Đó là có người hỏi ngài Pa Ao là có người sau khi học thiền với ngài xong đi ra mở khóa thiền thì họ hướng dẫn một cách sai lệch, thì tại sao khi họ nhân danh ngài đó, họ mượn cái danh của ngài thì ngài không lên tiếng? Thì ngài Pa Ao ngài có nói như thế này: nếu như tôi lên tiếng thì có thể người ta sẽ cho rằng tôi ganh tị với họ, cho nên tôi không lên tiếng. Chính vì như thế, trong việc trên con đường tu tập á, chúng ta phải hết sức thận trọng. Dấu hiệu nào để nhận biết một hành giả đã tu tập đúng thiền tứ niệm xứ trong khi hành thiền ngoài đời, trong cuộc sống hàng ngày? Một người sống đời sống chánh niệm á, thì nó dễ phân biệt so với một người thất niệm. Nếu như quý vị chịu so sánh, chịu nhìn, thì ít nhất á, là ở mặt tương đối, thì khi chúng ta nhìn một người mà họ có sự chánh niệm từ cách họ đi, đứng, sinh hoạt thì nó khác với người không có chánh niệm.
Ví dụ như người không có chánh niệm, họ nói cười, họ giỡn hết, mà người có chánh niệm họ không làm chuyện đó. Rồi một người mà tu tập tứ niệm xứ một cách đúng đắn là người đó phải thường xuyên quán sát tam tướng, chứ không phải là một người chỉ đơn giản đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, như thế gọi là chánh niệm đâu. Như một cái con ngựa được huấn luyện thì nó đi nó cũng biết nó đi, nó đứng cũng biết nó đứng, nó cũng đi rất là chậm rãi, nó cũng đứng rất là chậm rãi, nhưng nó không có thực hành chánh niệm. Một con voi được huấn luyện nó cũng có thể đi một cách chậm rãi với con mắt nhìn xuống, nhưng nó cũng không có thực hành chánh niệm. Mà người thực hành chánh niệm trong tứ niệm xứ là người thấy được tam tướng và thường xuyên suy xét về tam tướng. Như thế mới là người thực hành chánh niệm. Quý vị nhớ cho điều đó. Và cái này thì chỉ có chính bản thân vị ấy nhận biết. Khi tu tập thiền tứ niệm xứ, con thấy có hành giả quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Mỗi pháp quán ấy riêng biệt tùy theo nhân duyên hay mức độ tu tập. Mới tu thiền thì quán thân tu cao hơn mới quán tâm, phải không ạ? Xin thưa là không phải như vậy. Việc thực hành á, nó tùy theo căn cơ, chứ không phải là việc mới tu hay là tu lâu. Và một số truyền thống thì các vị đó chuyên về một cái phương pháp quán nào thì vị ấy sẽ có khuynh hướng hướng dẫn thiền sinh nghiêng về phương pháp ấy. Ví dụ như có nơi đặt nặng về quán thân thì sẽ hướng dẫn thiền sinh nghiêng về quán thân. Có nơi trọng về quán thọ thì họ sẽ nghiêng về quán thọ. Cho nên là có lần sư gặp một cái cô tu nữ, cô hỏi sư hướng dẫn thiền thì sư hướng dẫn theo ai, theo dòng thiền nào. Và cổ kể là quán thân thì theo dòng thiền này, quán thọ thì theo dòng thiền kia, quán tâm thì theo dòng thiền nọ. Sư lắc đầu. Tại vì chủ trương của sư là sư hướng dẫn theo Phật dạy, chứ sư không có hướng dẫn theo tổ dạy. Sư không có bài xích cái việc là các cái dòng thiền thì các vị ấy có kinh nghiệm, thậm chí là sâu sắc trong việc hướng dẫn về quán thân hoặc quán thọ hoặc quán tâm hoặc quán pháp. Nhưng mà sư thì lại chủ trương muốn cho quý vị thấy được cái nguyên chất, cái mà chưa được thông qua một cái lớp kính, một cái lớp bọc của các cái truyền thống. Nhờ như vậy cái nhìn của quý vị về việc thực hành tứ niệm xứ nó sẽ tinh khiết hơn. Đó là điều sư hướng tới. Cho nên là ví dụ như khóa thiền này thì sư có thay đổi một tí là sư sẽ hướng dẫn quý vị về việc quán thân. Khóa sau sư sẽ hướng dẫn quán thọ, khóa tới nữa thì quán tâm. Còn quán pháp thì sư sẽ suy xét, bởi vì quán pháp không phải là việc đơn giản. Bởi vì để quán pháp được đòi hỏi quý vị phải có kiến thức giáo lý. Và bạch sư cho con hỏi, khi mình rải tâm từ hoặc sám hối, nên niệm thành tiếng hay niệm thầm trong đầu có tác dụng như nhau không? Việc quý vị niệm thành tiếng hay niệm trong đầu á, nó không quan trọng bằng việc mình có thật lòng muốn như vậy hay không. Dù quý vị có mở miệng ra mà nói, nhưng cái lòng quý vị nó nằm ở đâu đâu á,
nó cũng không có tác dụng. Có những người miệng thì rải tâm từ mà tâm nó chạy ở bên chỗ nào nó không có tác dụng. Đặc điểm của tâm từ là tâm chúng ta thật lòng muốn như vậy, nhớ nha, chứ không phải là miệng mình nói như vậy. Còn việc sám hối đó thì chúng ta phải sám hối đến đối tượng, và đối tượng đó có thể nghe được, chứ không phải là chúng ta mở miệng chúng ta sám hối thầm ở trong bụng. Giống như bây giờ mình đi thấy cái bóp của người ta mình ăn trộm mà mình lấy mình nhét túi sám hối tôi xin lỗi, nói trong bụng mà ai nghe. Quý vị nghĩ như vậy có tính không? Hình như không tính nha. Sám hối thì phải sám hối trực tiếp với đối tượng. Thậm chí nếu như đó là một vị sư mà vị đó còn sống, mà vị đó thí dụ như đi chỗ khác rồi, thì chúng ta có thể đi đến gặp một vị sư khác. Đương nhiên vị này phải là người có trí chứ không phải là gặp người bình thường. Gặp một vị sư khác gửi lời sám hối. Còn nếu như mà đối phương đã chết rồi thì mình phải đi đến cái chỗ tử của người đó, hoặc đi đến cái chỗ thờ của người đó, thí dụ như là bia mộ hoặc là hũ cốt của người đó đó, đến tận đó mà sám hối. Chứ không phải là mình cứ nghĩ thầm ở trong bụng mà như vậy là sám hối được đâu. Và điều sư nói là ở trong Thanh Tịnh Đạo, ở trong Thanh Tịnh Đạo có nhắc đến điều này. Khi thiền ta dùng tâm hay dùng suy nghĩ để chú tâm vào đề mục thiền? Dùng tâm hay dùng suy nghĩ? Vì con tự quan sát bản thân thấy mấy ngày qua con đang sử dụng tự kỷ ám thị tác động lên bộ não của mình, như là ám thị mình đã buông quá khứ, ám thị xem mỗi người là con ruột và tưởng tượng chiếc lông vũ trước mũi mình. Cái từ mà Manasikara đó, thì cái má ná đó tức là tâm, tức là ý. Còn caro tí tức là hành động. Chúng ta hay dùng từ mà, cho nên người ta má ná thì người ta dịch là ý, còn hành động thì dịch là tác. Thành ra má ná si ca rá người ta dịch là tác ý. Xin thưa cái từ này tự nhiên cái mình làm thành từ chuyên môn trong khi nó không có, nó không cần thiết. Thì Manasikara có nghĩa là hành động của tâm, hành động của ý, hành động của suy nghĩ. Thì tâm, ý và suy nghĩ đó là như nhau. Thì hành động đó là gì? Đó là suy nghĩ. Đơn giản đấy. Hành động của tâm thì đó, tâm có hành động là suy nghĩ, suy tư, suy tưởng, tưởng tượng, quán tưởng đều là một cả. Cho nên là khi mà quý vị suy tư về vô thường, khổ, vô ngã thì cũng là nó. Mà quý vị tưởng tượng về vô thường, khổ, vô ngã thì cũng là nó. Tuy nhiên khi người ta dùng cái từ tưởng tượng á, thì thường người ta dùng cho những thứ mang ý nghĩa là phản diện thì nhiều. Chứ còn từ quán tưởng với tưởng tượng nó là như nhau. Mà ở đây là chỉ ở trong kinh thì chỉ là Yoniso Manasikara và Yoniso Manasikara, tức là suy tư hợp lý và suy tư không hợp lý, hoặc là suy tư đúng và suy tư không đúng. Suy tư đúng tức là chúng ta suy tư rằng tất cả mọi người là như con ruột của mình, đó là suy tư đúng. Còn suy tư không đúng, ví dụ như đây là người ta thương, đây là người ta ghét,
đây là người ta nên thương nhiều hơn, đây là người già, đây là người trẻ, đây là người giàu, đây là người nghèo. Từ đó có sự phân biệt, có sự dính chấp, có sự bám thủ, thì đó là sự suy tư không hợp lý. Cho nên đừng để cho chúng ta rơi vào những cạm bẫy của ngôn ngữ, rồi từ đó chúng ta có những sự suy tư, những sự lo lắng, những sự nghi ngờ. Và ở đây người hỏi đã vô tình do cái ayoniso manasikara, tức là do sự suy tư không hợp lý về những vấn đề gây ra sự nghi hoặc, khiến cho cái hoài nghi sanh khởi. Trong khi đó lẽ ra nó không có gì cả. Và xin thưa với quý vị là cái việc là quý vị suy tư là vô thường, khổ, vô ngã, quý vị cũng dùng cái tưởng. Dùng cái tưởng, dùng cái banh nha, dùng cái sanh nha. Phải dùng cái tưởng, không dùng cái tưởng thì ở đâu ra mấy thứ đó. Vị chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì cũng dùng cái tưởng thôi. Một vị hóa hiện thần thông cũng dùng cái tưởng à. Và sở dĩ đôi khi chúng ta dùng cái trí, dùng cái từ banh nha là để chỉ cho những cái tưởng mang tính đặc biệt. Ví dụ như tưởng vô thường, khổ, vô ngã thì chúng ta gọi đó là trí tam tướng. Tưởng về nghiệp và quả của nghiệp một cách đúng đắn thì đó là cái trí nhân quả. Cho nên chúng ta nên tránh việc bị rơi vào những cạm bẫy của ngôn ngữ, từ đó có những sự nghi ngờ không cần thiết. Con thường nghe giảng làm ác thì mạng chung sẽ bị đọa tam đồ ác đạo. Nhưng hôm trước sư nói bốn đường giữ, kính mong sư nói rõ hơn để con mở mang thêm. Thì nếu như người ta nói là ba thì đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu nói là bốn thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và thêm cái cõi Atula nữa. Thì Atula ở đây tức là Atula đọa. Atula đọa là những hàng nào? Là những hàng được xếp vào địa cư thiên ấy, nhưng mà họ có hình tướng xấu xí, có sức mạnh nhưng mà sống trong sự hận thù, trong cái sự thiếu thốn, nhưng mà họ cũng có cái sức mạnh, thì chúng ta gọi đó là Atula đọa. Ví dụ như khi mà hàng này muốn não hại chúng sanh thì nó sẽ biến làm các cái loài quỷ sứ ở địa ngục để hành hạ chúng sanh ở địa ngục. Cho nên cũng được tính vào làm bốn. Kính mong sư chia sẻ đường link của kinh nói về 16 pháp thực tập làm cho định bị ô nhiễm. Con nghe sư giảng hôm qua, con hơi hoang mang nên mong muốn tìm hiểu thêm. Quý vị vui lòng tìm dùm sư cái quyển bản dịch là phân tích đạo. Để cái chữ phân tích đạo ở trong cái nháy kép. Bản dịch của ngài Indachanda, thì Indachanda là vị dịch cái tạng luật phân tích giới tỷ kheo á. Rồi còn cái tên Pali của quyển đó là Patisamphida Magga. Còn nếu quý vị muốn biết một cái bản dịch khác thì đó là Vô Ngại Giải Đạo. Có thể để trong ngoặc kép là quý vị sẽ ra cái tên Pali Vô Ngại Giải Đạo. Nhưng mà cái bản dịch của ngài Indachanda, bản dịch nó rõ hơn, dịch nó rõ hơn, nó chính xác hơn là cái bản dịch Vô Ngại Giải Đạo. Tức là cái bản dịch mà mang tên là Phân Tích Đạo á, cũng là một bản thôi, nhưng mà dịch nó rõ hơn là cái quyển Vô Ngại Giải Đạo. Cũng một quyển thôi mà tên nó khác thôi, không có gì hết.
Bạch sư cho con hỏi, Đức Phật A Di Đà có được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhắc tới trong kinh không? Tại sao Phật giáo Nam Tông ít nhắc đến Đức Phật A Di Đà hơn Phật giáo Bắc Tông? Tại vì các sư muốn nhắc thì nhân vật đó phải có trong kinh tạng thì các sư mới nhắc được. Còn nhân vật mang tên là Đức Phật A Di Đà không có ở trong kinh lẫn chú giải, cho nên là không có thì đã không có thì lấy gì mà nhắc. Chẳng qua là do Phật giáo phát triển thì có nhắc đến, và ở Việt Nam thì có bao gồm Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo phát triển, nên đôi khi là có sự giao thoa cho nên các sư cũng có nhắc đến như là một lời khẳng định. Khi có ai đó hỏi là Phật A Di Đà có trong kinh tạng hay không thì các sư chỉ thành thật trả lời là các sư có tìm nhưng mà không tìm thấy trong kinh tạng lẫn chú giải. Bạch sư cho con hỏi, tâm sân con nổi lên vì thiền không như ý muốn thì con phải làm gì để hóa giải nó? Bản thân việc mà quý vị mong cầu á, thì coi chừng nó cũng là cái chướng ngại đối với quý vị. Hãy cẩn trọng điều đó. Việc hành thiền á, nó cũng giống như ăn vậy. Không có ai mà ăn một miếng là mập liền hết trơn. Nó phải từ từ, tuần tự. Còn cái việc mà suy tư làm sao để tôi hành thiền được tốt hơn thì đó là nên. Nhưng mà để cho nó trở thành sự bất mãn, sự khó chịu thì đó là điều không nên. Những cái lý do nào khiến cho việc hành thiền của chúng ta chưa có kết quả, sư đã nói ở trong các cái buổi thuyết pháp buổi sáng rồi. Cho nên quý vị hoan hỷ nghe lại các cái bài giảng của sư thì có đăng lên trên YouTube, vui lòng nghe lại và kiểm tra lại bản thân xem là chúng ta có vướng cái gì ở trong đó hay không. Còn nếu như khi quý vị xem xét tất cả các chướng ngại sư nói quý vị đã khắc phục rồi mà việc hành thiền vẫn không tiến triển, thì đó là chúng ta còn một bước nữa, đó chính là làm phước. Đôi khi chúng ta thiếu phước cho nên việc hành thiền không có sự tiến bộ, chỉ đơn giản là chúng ta làm phước thôi. Và nhờ cái phước đó, chúng ta sẽ có cái hỷ nó phát sanh. Và quý vị những ai mà cúng dường điểm tâm, cúng dường điểm tâm sáng, điểm tâm trưa, khi quý vị hành thiền nhớ lại cái giây phút đó, pháp hỷ phát sanh, thì nhờ như thế quý vị hành thiền cũng sẽ tốt hơn. Bạch sư cho con hỏi, khổ đau là tốt hay xấu? Trên con đường giác ngộ có phải nhờ vào khổ đau và phiền não ta mới thấy rõ pháp vận hành? Cái khổ đau á, nó là cái quả bất thiện. Thì ở trong vi diệu pháp á, có những cái pháp bất thiện, có những cái pháp là quả bất thiện trợ duyên cho thiện với cái tác động là làm nhân, làm cảnh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có những cái quả bất thiện á, nó sẽ trợ duyên cho thiện nhờ vào việc bản thân sự tồn tại của nó giúp cho chúng ta tỉnh ngộ, nó giúp, nó làm cảnh cho thiện. Như trường hợp nàng Pattachara, khi mà nàng mất chồng, mất con, mất cha, mất mẹ, lang thang không còn gì cả, thì chính cái đó nó lại làm cái duyên trợ thiện để mà nàng gặp Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp, nàng tỉnh ngộ và nàng chứng đắc đạo quả. Hay như trường hợp là ngài Siva Lý, như sư nói là ngài phải chịu cảnh trong bụng mẹ 7 năm 7 tháng và chuyển dạ trong 7 ngày,
Ngài đau khổ biết là bao nhiêu. Thì khi Ngài Xá Lợi Phất nhắc nhở, Ngài Siva Lý nghĩ về cái cảnh mà mình bị nhốt, bị tù túng ở trong bụng mẹ đó, thì Ngài kinh sợ và Ngài xin xuất gia. Sau đó Ngài cũng chứng đắc đạo quả A-la-hán. Và rất nhiều người trong số chúng ta thì cũng nhờ vào chúng ta chịu khó khăn, trắc trở, đau khổ cho trong cái cuộc đời, cho nên chúng ta mới đến với đạo Phật. Cho nên là đôi khi cái quả bất thiện nó lại trợ duyên cho thiện. Thành ra có khi về nhà một số trong quý vị thì sẽ cảm ơn ông chồng phản bội, cảm ơn bà vợ phản bội, nhờ như vậy mà tôi mới được đi tới chùa. Thì cũng được, không vấn đề gì. Nhưng mà nhớ nó trợ duyên khi mà nó tồn tại, chứ không có nghĩa là mình kiếm nó để mình đâm đầu vào. Nó giống như trong bài Kinh Trung Bộ á, thì hình như là Kinh Khu Rừng, Đức Thế Tôn nói rằng á, đại loại ý trong bài kinh là vị tỷ kheo khi tu tập á, thì không có sợ cái khổ. Nếu như mà nơi đó hoàn cảnh khổ nhưng nó thuận lợi cho việc tu tập, thì dù cho người ta có đánh mình, người ta đuổi mình đi thì cũng phải ráng để ở lại. Thì bài kinh nó mang ý nghĩa là mình tu thì mình không có sợ khổ, không nên sợ khổ. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình tu thì mình kiếm cái khổ mình chui đầu vô. Hai cái đó khác nhau. Tức là đôi khi các cảnh khổ ở ngoài á, nó là duyên để cho chúng ta tu tập, chúng ta hướng đến Phật. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình đang không có khổ, tự nhiên mình tạo cảnh khổ cho mình chơi vậy đó. Thì chuyện đó là không có. Quý vị nhớ là như Ngài Bắc Cú Lá, Ngài Bắc Cú Lá, Ngài ở trên một cái chiếc thuyền á, nhậu nhẹt rồi cho các cô vũ nữ là múa ở trển chơi bời trển tối ngày sáng đêm hết 80 năm cuộc đời. Sau 80 năm cuộc đời thì Ngài thấy già rồi, chán, đi xuất gia. Đi xuất gia 7 ngày sau chứng đắc đạo quả A-la-hán và sống thêm 80 năm nữa là 160 tuổi. Cả cuộc đời không có bệnh hoạn gì cả. Cho nên xin nói nếu mà có dịp thì chắc chúng ta nên tìm và đúc một cái tượng là tượng Ngài Bắc Cú Lá để nhất vô bệnh. Ai muốn vô bệnh thì thờ Ngài. Thì đó, Ngài rất là sướng nha. Cuộc đời là chỉ có chơi thôi, chơi đã hết 80 tuổi rồi, hết chơi nổi rồi, đi tu. Tu 7 ngày chứng thánh sống thêm 80 năm nữa chứ. Cho nên Ngài đâu có khổ gì đâu. Ở trong kinh á, nói là cái khổ của Ngài á, cái gọi là khổ, cái gọi là bệnh á, thì đôi khi uống nước thì mắc tiểu, ăn nhiều thì phải bài tiết ra ngoài. Thì cái chuyện mà mắc đi ngoài á, thì nó gọi là khổ thôi. Chứ ngoài ra không còn cái gì gọi là khổ với Ngài hết trơn á. Rồi ngay cả như Ngài Siva Lý thì nếu không kể nha, sư nói nếu không kể cái chuyện mà Ngài ở trong bụng mẹ 7 năm á, thì từ khi Ngài xuất gia cho đến khi Ngài viên tịch là Ngài sống sung sướng không? Đệ nhất tại lộc á, Ngài đi đâu là thiên hạ cứ tìm Ngài để mà bố thí cúng dường. Ngài đệ nhất tại lộc, Ngài không bao giờ thiếu thốn. Và có rất nhiều những trường hợp như vậy. Hay là trong trưởng lão kệ cũng có những vị sau khi bố thí cúng dường đến Đức Phật và Tăng Đoàn thì sanh về cõi người cõi trời, hưởng hết lạc thú ở cõi người cõi trời, đến thời Đức Phật hiện tại xuất gia chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vì thế sướng không? Không có, đâu có khổ gì đâu. Cho nên cái chuyện mà mình không khổ thì vẫn nên tu, còn cái chuyện khổ thì lấy cái khổ đó làm duyên tu thì vẫn là tốt. Nhưng nếu không có thì đừng có cố làm cho có.
Trạng thái tứ thiền hơi thở là như thế nào? Làm sao ta biết mình đã đạt được tứ thiền hơi thở hay chưa để đi đến những đề mục thiền khác? Quý vị vui lòng đi đến gặp vị hướng dẫn thiền, thì chính vị đó sẽ xem quý vị thực hành thiền hơi thở tới đâu. Sư đã gặp trường hợp á, là một cô tu nữ thực hành thiền ở Pa Ao nghe, hành thiền ở Pa Ao, và cổ được hướng dẫn tu tập lên đến tứ thiền bát định về hơi thở á. Và khi mà cổ về đây với sự hướng dẫn của sư, khi mà bằng cái câu hỏi vấn đáp, quan sát, tạo điều kiện vân vân và vân vân, sau một khoảng thời gian thì sư xác nhận với cổ là cô chưa chứng thiền. Tối đa cô đạt được chỉ là cận định thôi. Mà sư không hiểu tại sao ở bên đó ai gan quá như vậy hướng dẫn cô lên tới tứ thiền bát định. Chính vì như vậy á, cái việc chứng thiền á, là cái chuyện phải hết sức cẩn trọng. Phải nói là vô cùng cẩn trọng. Cho nên cái chuyện là quý vị hành thiền thì cứ hành, rồi quý vị đến gặp cái vị sư hướng dẫn, vị thầy hướng dẫn, và vị đó bằng những sự quan sát, bằng những câu hỏi, bằng những sự thử thách, thì vị đó sẽ biết được là quý vị đạt đến đâu. Chứ còn mà bây giờ sư nói thì một số người sẽ ảo tưởng, thì đó rất là kẹt. Và sư cho con hỏi, mình rải tâm từ hoặc là mình luyện tâm làm sao cho mũi không chích khi ngồi thiền? Quý vị không thể nào luyện tâm cho mũi không chích khi ngồi thiền. Sư nhớ là có vị thậm chí như thế này nè, vị đó ngồi thiền, vị đó ngồi thì thấy xung quanh mũi nhiều quá, vì đó mới suy nghĩ là hay là mình nên xức dầu để cho mũi không chích mình. Và khi vị đó lấy dầu ra chuẩn bị xức, thì vị đó suy nghĩ là nhưng nếu như mình xức dầu mũi không chích mình, thì những con lẻ ra nó chích mình thì nó sẽ đi chích những người khác. Như vậy là cái tâm từ của mình ở đâu? Cho nên là thế là vị ấy dẹp cái chai dầu và cứ để đó, mũi nó muốn chích thì cứ chích. Và vị đó suy nghĩ là như vậy thì mũi cứ chích tôi đi, con nào chích tôi thì đỡ chích người khác tu được. Thì đó là quý vị tu tập tâm từ đó. Nếu quý vị tu tập tâm từ thì mũi sẽ chích quý vị nhiều hơn. Và may phước từ hồi sư tu cho tới bây giờ, sư chưa bị sốt xuất huyết lần nào. Nhưng mà sư không có khuyên người khác bắt chước theo. Tại vì sư có ông sư, ổng mới tu có 1 năm mà ổng sốt xuất huyết 2 lần. Thành ra là cẩn trọng ha. Bạch sư cho con hỏi, con là người mới bắt đầu, thì khi quán tâm hoặc quán tâm trên tâm, mình phải quán như thế nào từ cơ bản đến nâng cao, và tâm được hiểu đúng như thế nào theo lời Phật? Khi mới bắt đầu quán tâm thì quý vị theo dõi cái tâm của mình để thấy được 2 trạng thái nổi bật nhất, đó là tâm tham và tâm sân. Rồi từ cái tâm tham và tâm sân á, chúng ta đi đến 2 cái trạng thái nữa, đó là tâm không có tham và tâm không có sân. Và như vậy chúng ta thường xuyên quan sát tâm mình với 4 trạng thái cơ bản là tâm có tham và tâm không có tham, tâm có sân và tâm không có sân. Quan sát 4 cái đó là cái cơ bản nhất. Nhưng mà như đó là vẫn chưa có đủ. Bởi vì đó chỉ là công cụ thôi. Mục đích của việc quán tâm đó chính là làm cho chúng ta thấy được tam tướng ở trong đó.
làm cho chúng ta có thể tu tập tứ chánh cần ở trong đó, nghĩa là khiến cho các tâm bất thiện không sanh thì chưa sanh thì không sanh, những tâm bất thiện đã sanh thì đi đến sự hoại diệt, khiến cho những tâm thiện chưa sanh thì sanh lên, đã sanh thì đi đến sự sung mãn. Nhưng mà cái đó là nó sẽ dành cho những vị nâng cao. Còn tâm hiểu đúng theo lời Phật á, thì tâm nó chỉ là sự biết cảnh thôi. Nhớ nha, tâm là sự biết cảnh. Tâm được chia ra làm hai là tâm và sở hữu tâm. Sở hữu tâm là cái đặc tính đi kèm của tâm. Giống như chúng ta gọi đó là tâm tham, thì nó là cái tâm cộng với những đặc tính của tham, thì chúng ta gọi đó là tâm tham. Hoặc giống như chúng ta gọi đó là một ly nước chanh, đó là bởi vì chúng ta có nước và có những đặc tính đi kèm, như là chanh, là đá, là đường, vân vân. Thì chúng ta, những cái đó nó gom lại, chúng ta gọi đó là ly nước chanh. Tâm thì nó cũng vậy. Còn tâm á, nó chỉ là sự biết cảnh thôi, tức là sự nhận biết đối tượng. Và khi chia chẻ ra tâm và các thành phần đi kèm, nó gồm có bao nhiêu thứ tâm, thì vui lòng học A Tỳ Đàm giùm sư. Sư đã có cái lớp A Tỳ Đàm vỡ lòng ở trên YouTube kênh của sư. Quý vị lên trên đó học thì sư sẽ phân tích cho quý vị để rõ ràng hơn. Khi con ngồi thiền, thân của con có hiện tượng xoay tròn, rung lắc. Xin sư cho con biết nguyên nhân, góc nhìn của Phật giáo về hiện tượng này. Quý vị chỉ đơn giản là mở mắt ra đấy. Có đôi khi quý vị hành thiền, quý vị nhắm mắt rồi để cho tưởng nó dắt mình đi, rồi những cái cảm giác nó khởi lên, chúng ta chạy theo nó, rồi từ đó cơ thể nó xoay tròn rung lắc. Mở mắt ra là hết chuyện. Và một điều nữa hãy cẩn trọng là chúng ta theo dõi hơi thở, một số vị theo dõi hơi thở trên vẫn còn dính cái sự xúc chạm của hơi thở. Thì khi quý vị theo dõi hơi thở trên sự xúc chạm của hơi thở, nó sẽ làm phóng đại các cảm thọ và dẫn đến việc quý vị hành thiền cảm thấy cơ thể nó nổi bồng bềnh, cơ thể nó bay lơ lửng, rồi cơ thể nó xoay tròn, nó đưa tới đưa lui, thì đều là do việc các cảm thọ bị phóng đại. Thành ra đó là lý do tại sao sư hướng dẫn quý vị để chúng ta tách cái điểm quan sát hơi thở ra khỏi các cảm thọ. Còn lại thì chỉ việc là mở mắt ra thôi, không vấn đề gì. Khi thiền hơi thở, có những lúc con phóng tâm, mình nghĩ về rất nhiều chuyện khác, thì lúc đó con nên làm gì để trở về chánh niệm với hơi thở của mình? Sư đã nói buổi sáng rồi. Một là chúng ta đừng để ý tới nó, chỉ tập trung vào hơi thở thôi. Giống như chúng ta đang đọc tin tức mà trên TV nó mở cái gì thì thay kệ nó, chúng ta cứ đọc tin tức thôi. Hai là chúng ta tập gồng cái tâm, tập trung tâm lại để theo dõi hơi thở trong vòng 10 hơi thở. Các Amita, Nimita chứ không phải Amita nào, xuất hiện như thế nào và được quan sát bằng cách nào? Dù đã cố gắng thu thúc nhãn căn, nhưng sắc thần kinh nhãn của con vẫn bị loạn do ô nhiễm ánh sáng. Liệu nó ảnh hưởng như thế nào?
Khi ta quan sát địa điểm hơi thở và nhận diện các nimitta theo dõi hơi thở bằng tâm, ở đây phải là tưởng uẩn hay không? Đó là cái hại của việc quý vị đọc nó nhiều quá. Quý vị đọc nhiều quá thì nó bị loạn là như thế. Trong khi đó, sư chưa nhắc gì đến các cái nimitta. Vị nào thấy được cái nimitta thì sư sẽ xác nhận vị đó là thấy có cái nimitta. Còn vị nào chưa có thì sư giữ im lặng. Bởi vì sư nói thì đôi khi quý vị sẽ tưởng ra rồi cái mình không có, mình tưởng là mình có, rồi từ đó quý vị thực hành loạn cả lên. Đó là điều không nên. Việc hành thiền á, là một việc phải thực hành trong sự cẩn trọng, chứ không phải thực hành trong sự bất cẩn. Và như sư nói, chúng ta phải biết hơi thở bằng tâm, chứ không phải biết hơi thở bằng mắt. Còn chừng nào các cái tướng trạng hơi thở nó xuất hiện, nó khởi lên, thì khi đó quý vị gặp sư, quý vị nói với sư, thì sư sẽ hướng dẫn tiếp. Chứ còn mà giữa hội chúng như thế này mà sư nói một hồi là qua ngày mai là toàn thấy nimitta không, mà thấy là thấy cái tưởng do cái ảo tưởng mình ra, nó không phải là thật. Nhớ cái nimitta là cái tướng trạng của hơi thở do định sanh, chứ không phải do tưởng sanh. Bạch sư cho con hỏi, nghe pháp khi hành thiền hơi thở có gây ảnh hưởng gì đến định không? Vì chỉ quan sát hơi thở thì tâm con dễ vọng động và dẫn đến phóng dật hôn trầm thụy miên. Những vị nào hành thiền hơi thở mà cho đến bây giờ vị đó có sự chú tâm, thì vị đó sẽ thấy rằng tâm trong một lúc nó chỉ bắt một cảnh thôi. Tức là không thể nào có chuyện chúng ta vừa quan sát hơi thở mà vừa nghe pháp được. Cái tâm quan sát hơi thở nó là khác, mà cái tâm nghe pháp nó là khác. Khi chúng ta nghe pháp thì chúng ta không thể quan sát được hơi thở, mà khi quan sát hơi thở thì không thể nghe pháp. Cho nên là không có chuyện là mình nghe pháp khi hành thiền hơi thở. Nếu quý vị vừa nghe pháp vừa hành thiền hơi thở thì không có cái gì thành công cả. Nghe pháp cũng nghe không tới nơi, mà thở cũng thở không tới chốn. Còn khi hôn trầm phóng dật đó, thì sư đã hướng dẫn cách rồi. Bị phóng dật thì chúng ta tập gom tâm mình lại, tập trung, gồng cái tâm lên, nỗ lực trong 10 hơi thở, rồi tiếp tục như thế. Còn hôn trầm thụy miên thì thay đổi oai nghi, hướng tâm đến ánh sáng, đứng dậy, đi thiền. Nhưng lúc có người quan tâm đến các parami, sư cho con hỏi việc tích lũy parami chỉ chỗ quả Nibbana hay có chỗ thành các phước báo của người trời hay không? Việc trổ phước báo đó có tổn hại các parami hay không? Thì xin thưa với quý vị, khi quý vị tích lũy các cái ba la mật hướng đến sự giải thoát giác ngộ, thì đó là chúng ta hướng đến cái quả siêu thế, thì chúng ta vẫn sẽ có các quả hiệp thế. Sư nói nó giống như một cái đứa học sinh giỏi thì nó không quan tâm việc nó có thi đậu hay là không. Điều nó quan tâm là nó có đứng trong năm hạng đầu của trường hay là không. Thì một đứa học sinh giỏi nó chỉ quan tâm đến cái thứ hạng năm hạng đầu trong trường á, thì dù cho nó không mong cầu việc lên lớp, thậm chí nó không thèm nghĩ đến chuyện lên lớp, thiên hạ mấy đứa kia cứ nơm nớp lo sợ để lên lớp, nó không bao giờ nghĩ tới, nhưng nó vẫn lên lớp. Tại vì cái chuyện lên lớp đối với nó là chuyện đương nhiên, nó không cần phải cầu.
Thì cái quả siêu thế cũng vậy. Khi quý vị hướng tâm đến quả siêu thế thì quả hiệp thế nó là chuyện đương nhiên, không cần phải cầu thì vẫn có. Ví dụ như Bồ Tát của chúng ta, Ngài chỉ hướng đến sự giải thoát giác ngộ, Ngài không bao giờ có lời nguyện là cho tôi giàu sang, cho tôi là có sắc đẹp và đứng nhất thiên hạ, cho tôi có được một người vợ đẹp nhất thiên hạ, cho tôi có một đứa con thiệt là dễ thương. Ngài không bao giờ mong cầu. Nhưng mà khi hướng đến quả siêu thế thì quả hiệp thế tự nhiên nó phải có. Với một người như Ngài tự nhiên không thể nào là một người xấu được. Cho nên Ngài sẽ là người đẹp nhất thiên hạ. Vợ của Ngài cũng thế, nàng Yayudhala, xin thưa là người đẹp thứ nhì thế gian này. Bởi vì thứ nhất là Ngài rồi thì bà phải đứng thứ nhì thôi. Đó. Thì tương tự như vậy, Ngài Rahula thì cũng là một nhân vật kiệt xuất. Thì như thế, khi chúng ta hướng đến quả giải thoát thì những quả thế gian dầu chúng ta không mong cầu, nó vẫn sẽ trổ, yên chí điều đó. Và cái phước báo đó quý vị nói có tổn hại các parami hay không, thì sư hỏi như thế này nè. Bây giờ quý vị kho một cái nồi thịt đi, thì nó có cái mùi thịt đó, nó bay ra ngoài. Và quý vị có bao giờ thắc mắc là cái mùi thịt nó bay ra như vậy thì nó có làm tổn hại đến cái thịt ở trong không? Nó không cần thiết. Tại vì nó không đáng kể. Bởi vì nếu đáng kể thì cho quý vị ngửi cái mùi đó, ngửi coi có no được hay không. Ăn nó mới no. Đồ ăn thức uống thì cũng như vậy. Mùi nó bay lên nó không đáng kể. Thì các cái quả phước thế gian của quý vị cũng vậy. Nó không đáng kể như thế nào so với cái quả phước xuất thế gian. Cho nên cứ mạnh dạn hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Thì đó là các câu hỏi trong ngày hôm nay. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Y đăng mê bùn nhăn Nibbanasa Pacchayo Hotu Imang no Punya Phagang Sabba Sattanang Dema Sathu Sathu Sathu. Chúc quý vị an vui.